Wait. Để tao thở đi cái flow tao tuy nhất vào đó đôi ca khí chất cho bọc thu mà chỉ đứng thao kiệt thì để bày một chàng flow tô điểm đi ca sơ ưu ai hơi bị lục tỉnh sẽ có chết đập vào việc nên cho mày cùng chiến tiến thì vào việc cùng tao diệt hết đôi cỏ và cả nắm một sao bừa để tao giúp mày biến tiến để mày chiếm và điểm cái flow vô cầu check tao đó thì tao hứa tụi bé cầu check và cái đầu lạnh bắn flow lục tỉnh của tao khơ mi cái bi ha me ha vừa tao hầu cảnh sát thì cái tới ba bằng cái thở và cái ám khí giờ tao xấu xé toàn đôi cả không gian băng quan trong gà bạn có bạn có thể cản đã cứ sao được qua một góc ngách không cần bất chắc ở lớp trên con biết thật dễ dàng tu dưỡng khí tích thì vào trong ký ức mang ra trưng bày bảo khi ta bí bách đối với khảo ta gì cao trước với việc khao sức ta buông gì tao nhất đó là bị ta bứng à tụi tao đến từ Tây Đô và căng bài chơi rap nếu thấy bọn chơi ác với rap thì up beat lúc này cái khen của trái này ta đã xong về tư duy và tư tưởng của bạn chưa cắt bọn khi rap beat đối với cái vì mày gì bạn bằng cách chính thức với tụi bạn dành ra thời gian để tạo ra chốn mới thay vì trình là cái đó bài gây ra thì kiếm điểm bạn đã chọn im lặng đi tìm dây rốn mới tụi tao làm việc công việc và trong tiền tao rap còn mày còn đến thời cơ đánh chiến để giặc ân với cái việc được ban phước trước mày bằng hết track thì tao cho mày bỏ rap đó mới chính là đặc ân thường đi xong xong cái tao và mày thật khác nhìn vậy không mày thấy rap còn nhìn vậy tao thấy rap nhìn vậy hiện tại tư duy còn thấy ác chứ đó chỉ về những cái cũ chỉ đưa ra những cái phát làm trong hộp đêm để tăng danh số còn tụi mày thét loạn cuối giờ tính tiền nhưng với cho cái đầu thật đanh thép còn mấy thằng ganh ghét thì vui lòng gặp tao trên chính quyền nói tao cẩu thả thì nên nhìn lại chất lượng tao ăn đứt mày ta đậu vào nói tao sống phát thì nên nhìn lại chất sắp mặt hiện và được xuất phát từ tao bằng chế độ anh tạc là thiệt nè bước tao xét kiểm chứng thì duyệt nè khi tao tối mày tuyệt gì cái cho mày mát mì thì cái chất flow mày việt vị là tao nói là thiệt Asian boy mang bắt đầu lạnh quầy làm nhạc cái người nghe rap con beat cùng cái chân kịch mới dù là nhạc của mình cho bắt tay với người trẻ đi ca flow J.O. từ khi bập bẹ mua bản quyền tư tưởng luôn chứ không rap biết cái phần tiêu ý của tâm điểm của tụi bậy cho diễn thành để ke thì ta không check đi chỉ đúng hướng này là tạch đi là chắc tạch ít tạch ta chứ không hấp tấp rồi làm mà bạn sống muốn chiếm tao trên radar thì nhớ bôi sản phẩm chứ đừng crack còn mà muốn cải thiện tư duy như máy thì nhớ nghe tao chơi trong từng track đi cấp lên trên đầu bên thì cầm bên súng chĩa tao sẽ có tao độ hư mấy mày nghe để khoái nghe bên thằng bên đến bài đàn rap chứ đúng nghĩa đời bờ dạng cái đứa khác chỉ một chục năm chưa được ráy tay lấy cái biết cùng player nghe đàn hưởng dương thương bỡ tao chỉ ra một check là xong hả còn chó tao đang chắc cho chịu cũng hưởng bởi tình tưởng tao chưa phật sống chỉ điểm bằng con trỏ mà cái vai đã cấp Việt Nam bao quanh lục tỉnh thu phục thằng xúc sinh về mà về là bét gắn đầu cơ vào trong cổ họng để lên cầm thủ lĩnh đưa mấy đứa đi chinh phục và cái để làm nét mà giờ bay tung ra đến các chị bột đóng đầy tạp cứ tao đến lại pháp đến khi mà sắp ra đã đợi chỉ cần bình thường diễn sâu cho tới diễn giả gọi tao là hình giả bác giả tâm kinh tính để điểm quá rap con check của tay player đưa hôm vào bài nhạc khạc florida cũng hưởng ứng đến chị up five soul đợi tao đưa tao đi bàn bàn thân cho bạn có giác quan tác loạn trong cái tâm trí bằng cái chuyện tình đi sâu nhìn lời với đó tao đây cũng năm năm chưa cứ đưa tao 500 là mày vip rồi ở trong quận tôi đưa bây được kết cho tao bằng ánh nhìn lăm lăm nhưng một khi tao tung chơi cho tới đã sợ đáy trong quận.